hacker tuổi tin bị kết án phải ở trong bệnh viện tâm thần suốt đời. Một hacker 18 tuổi người Anh đã bị tòa kết án phải sống trọn đời trong một bệnh viện tâm thần sau khi tin tặc này gây ra hàng loạt vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Dù mới 18 tuổi, Arian cất tai, sống tại London, Anh, đã là một hacker kỳ cựu, thành viên của nhóm tin tặc khét tiếng Lapsus Dola. Arian tai đã tham gia vào hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới, bao gồm Uber, Nvidia, hãng viễn thông BTI. Đỉnh điểm của các vụ tấn công mạng do Arian cất tiến hành đó là xâm nhập vào hệ thống máy chủ của hãng phát triển trò chơi điện tử Rockstar Game, Mỹ, để lấy cắp thông tin và hàng loạt video của GTA 6, tựa game Rockstar đang phát triển và được nhiều người trông đợi. Những video về game GTA 6 bị Arian cớt tai tung lên mạng đã làm lộ dự án game bí mật của Rockstar. Công ty này cho biết đã chịu thiệt hại nhiều triệu đô la Mỹ vì vụ tấn công mạng do cất tai gây ra. Đáng chú ý, vụ tấn công nhằm vào Rockstar xảy ra trong thời gian Arian cướp tai đang bị điều tra vì các vụ tấn công mạng trước đó và thiếu niên này đang bị giám sát bởi lực lượng cảnh sát. Dù vậy, Arian cướp tai vẫn có thể thực hiện vụ tấn công mạng bằng một chiếc smartphone. Tháng 8 năm ngoái, Arian cướp đã bị cảnh sát London bắt giữ khi bị xác định là thủ phạm tấn công vào hãng game Rockstar. Tuy nhiên vì cất tai bị xác định mắc chứng tự kỷ và không đủ khả năng hầu tòa thiếu niên này đã được điều trị và giam giữ tại một bệnh viện tâm thần trong bản án mới được đưa ra vào ngày 22 tháng 12 một thẩm phán đã phán quyết Arian cất tai sẽ bị giam giữ bên trong bệnh viện tâm thần trọn đời vì cất tai có khả năng gây ra nguy hiểm cho cộng đồng và vẫn muốn tiếp tục hành vi tấn công mạng bản cáo trạng cho biết đánh giá sức khỏe tâm thần cho thấy cất tai tiếp tục bày tỏ ý định quay trở lại con đường tội phạm mạng càng sớm càng tốt do vậy, cất tai phải bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần suốt đời cho đến khi các bác sĩ xác định rằng anh ta không còn nguy hiểm nữa. một thiếu niên 17 tuổi người brazil, thành viên của nhóm tin tặc Lapsus Dola và có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Rockstar, đã bị tuyên án 18 tháng tù. Lapsus Dola là một trong những nhóm hacker nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, trong đó đa phần thành viên của nhóm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Mục tiêu tấn công của nhóm Lapsus Dola là những công ty lớn trên toàn cầu, bao gồm Microsoft, Nvidia, Uber, Rockstar, T-Mobile. Hồi tháng 3 năm 2022, nhóm hacker này đã tấn công vào hệ thống của Samsung và lấy cắp 190GB mã nguồn của các thiết bị Galaxy. Ngoài việc lấy cắp dữ liệu từ các công ty lớn để bán hoặc đe dọa tống tiền, Lapsus Dola còn phát tán các loại mã độc tống tiền để lấy tiền chuộc dữ liệu từ người dùng cá nhân. Nhóm tin tặc Lapsus Dola thường hoạt động công khai, thay vì tìm cách che giấu danh tính của mình, điều này khiến nhiều thành viên của nhóm đã bị cơ quan chức năng lần ra và bắt giữ. Dù các thành viên đều có tuổi đời rất trẻ, Lapsus Dola được các chuyên gia bảo mật đánh giá là một trong những nhóm tin tặc nguy hiểm và manh động nhất thế giới hiện nay.